Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn cách đổi tên email người gửi ở trong GetResponse nha. Ví dụ như là ban đầu chúng ta cài ở trong GetResponse với cái email tên là Tomato Hường. Bây giờ mình muốn đổi thành Hường Tomato, hoặc là các bạn muốn đổi tên thành Hường Nguyễn, hoặc là đổi hỗ trợ, đổi support, hay đổi tên bất kỳ cái tên nào các bạn muốn. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập vào GetResponse. Sau khi đăng nhập vào, Hường sẽ lấy ví dụ một cách đơn giản là các bạn bấm vào cái chỗ tiếp thị qua email. Mình giả sử gửi một cái thư bất kỳ, bấm vào tạo bản tin, bấm vào chỉnh sửa email kéo và thả một cái email căn bản. Trong video trước Hường có nói rồi đó. Khi mà chúng ta để tên thư bất kỳ với một cái chủ đề nào đó và thư gửi từ, chúng ta click vô. Ở đây Hường có để là tên Nguyễn Thị Hường nè, tên isco.vn, Ambrosia, rồi Tomato Hường. Bây giờ mình muốn thêm một cái tên nữa, là bằng tên thêm thành đội hỗ trợ chẳng hạn. Đó, chúng ta thêm địa chỉ email từ mới, bấm vào đây thêm. Có hai kiểu thêm ha. Một là vẫn giữ nguyên email, chỉ đổi cái tên thôi. Cách thứ hai là chúng ta đổi nguyên cái email và đổi tên luôn. Hoặc là các bạn muốn giữ nguyên cái tên nhưng mà đổi cái email thôi cũng được. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn cách đổi. Hường bấm vào thêm email. Ví dụ Hường muốn vẫn lấy cái email là thành công cùng Tomato, nhưng mà để tên là đội hỗ trợ, sport, để tiếng Anh cho nó hoành tráng. Sport team thành công cùng Tomato. Rồi bấm vào thêm địa chỉ. Đấy, tại vì cái email này là Hường đã thêm vào trước đó nên mình chỉ cần đổi cái tên và bấm OK là nó hiện lên là đã xác nhận luôn. Tuy nhiên nếu mà mình muốn thêm một cái email nào đó mà nó chưa có trong danh sách này này thì chúng ta bấm vào thêm email, thì chúng ta cần phải vô email xác nhận nữa. Ví dụ Hường sẽ lấy một cái tên, ví dụ như Hường muốn để cái tên là Tomato thôi, và chúng ta để một cái email khác chưa có trong danh sách chúng ta đặt thêm, bấm vào thêm địa chỉ. Lúc này thì nó hiện lên là chưa xác nhận. Bây giờ chúng ta vào cái email chúng ta mới thêm. Rồi, get response gửi tới rồi nè. Rồi xác nhận, chúng ta bấm vào nút xác nhận. Rồi, nó đã xác nhận cái email này với cái tên là Tomato. Bây giờ chúng ta tắt nó đi, qua bên chỗ gửi thư. Rồi chúng ta tải lại cái trang này. Rồi mình sẽ xem, bấm vô. Bây giờ đây chúng ta đã có thể gửi thư với những cái tên khác. Ví dụ tên là Support Team hoặc tên là Tomato. Các bạn rõ chưa? Bây giờ chúng ta cứ bấm bước tiếp theo. Chúng ta làm bình thường, chọn cái tên, ví dụ chọn cái tên Support Team. Và chúng ta làm bình thường. Đồng thời thay đổi cái thư trả lời đến. Ở đây có nghĩa là chúng ta muốn trả lời khách hàng qua cái thư nào thì mình sẽ chọn cái thư mình muốn ha, thành công cùng Tomato hoặc Nguyễn Thị Anh Vũ 185 hoặc là Ambrosia gì đó chúng ta muốn. Ok, và cứ gửi thư bình thường như cái video trước Hường hướng dẫn vậy thôi, rất là đơn giản đúng không? Nhớ subscribe, nhớ đăng ký kênh YouTube và comment bình luận cái điều gì đó các bạn muốn ha. Follow Hường trên Facebook. Bye bye.